Như vậy là hiệp 1 của trận đấu trên sân vận động Quy Nhơn đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Đây là ông Nguyễn Đức Thắng, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Topelem Bình Định. Quả đạt vào phía trong, đánh đâu? Một pha đánh đầu trong tư thế với. Quả tạt được thực hiện bởi Hữu Định. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp của các cầu thủ chủ nhà. Đây cả bóng vừa tới vị trí Ribario. Tình huống băng cắt cho thấy là có lẽ Ribario chờ đợi đường chuyển đồng đội và dự định dứt điểm ngay. Một pha bóng mà suýt chút nữa thì trái bóng đã vượt qua tầm khống chế của Bùi Tiến Dũng. Và Ribario nếu tỉnh táo hơn còn có thể khống chế được trái bóng trong khu vực 16m50 ở tình huống vừa rồi. Hoàng Đức, Dương Văn Hào giúp bóng. Không có gì là nguy hiểm. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Pedro. Bóng đã đi hết đường biên. Những gì đang diễn ra là quá ít so với điều mà người hâm mộ chờ đợi vào một trận cầu rực lửa. Nhưng chỉ cần một bàn thắng thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Và mọi thứ sẽ diễn ra nhanh hơn. Chắc chắn là như vậy. Cơ hội dành cho Trọng Hoàng. Không vào. Hai hậu vệ của câu lạc bộ Topelem Bình Định đã bị hút về hướng của Hoàng Đức. Và Trọng Hoàng là người đã tận dụng được khoảng trống hiếm hoi mà anh có được. Một chút nữa thôi là đã có bàn thắng mở tỷ số cho Viettel. Tình huống mở bóng điểm rơi của Gia Hà. Và Trọng Hoàng ngay lập tức có mặt, tận dụng tình huống bóng hai. Bóng lại chạm vào xà ngang. Và thêm một tình huống nguy hiểm nữa. Trên sân thì thủ môn Vũ Tuyên Quang đang bị đau. Quả đá phạt góc dành cho đội khách. Minh Tuấn. Và lại là một cơ hội nữa bị bỏ lỡ. Đây đang là những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Nếu duy trì được tỷ số hòa, mọi thứ sẽ ổn định hơn. Nhưng nếu như để thua ở phút này rất nguy hiểm. Đó lại là một tình huống báo hỏng. Và lại là một pha cứu thua của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Người đã băng vào là Bùi Tiến Dũng. Có quá nhiều nguy cơ với khung thành của đội chủ nhà trong ít phút thi đấu vừa qua. Đây là Henrio. Bóng đi cao hơn một chút so với khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Trận đấu đã trở nên nóng hơn trong 5 phút cuối cùng của hiệp 1. Vừa rồi là câu trả lời của đội chủ nhà. Cú đá nửa này của Bùi Văn Hiếu ở cự ly khoảng 18m. Cú sút bóng của Bùi Văn Hiếu, bóng đi thẳng về khung thành của Nguyên Mạnh.
Đây là trận đấu sớm nhất trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9. Cũng trong ngày hôm nay sẽ diễn ra các cặp đấu giữa Sài Gòn gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội gặp Than Quảng Ninh. Hai trận đấu này sẽ được bắt đầu vào lúc 19:15 trên sân Thống Nhất và Hàng Đẫy. Lợi thế dành cho đội chủ nhà. Rimario, Henrio vẫn hơi mạnh một chút. Không phải là lần đầu tiên Henrio và Rimario tìm thấy nhau trong những pha bóng phối hợp của họ. Nhưng lực chuyền trong những tình huống cuối cùng vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Lần này sẽ là quả đá phạt của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Viettel. 1-0 dành cho đội khách. Hoàng Đức là người đã tạo ra tính đột biến với quả đá phạt của mình. Bóng đi thẳng về khung thành của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tình huống phạt đán sai của thủ môn đã chơi rất hay ở vòng đấu trước. Cuối cùng thì Viettel cũng đã có được bàn thắng để vươn lên. Một pha bóng cố định đã giải quyết tất cả. Và tính bất ngờ được tạo ra từ cái chân trái của Hoàng Đức. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Đức tại V-League mùa này. Tính bất ngờ đã được tạo ra từ quả đá phạt vừa rồi. Một cú đá thẳng về khung thành đối phương. Và chắc chắn là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ phải có sự thay đổi ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chào bóng này của Hoàng Đức. Quả bóng đã tạo ra sự bất ngờ. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã có một bước bắt bài cho một pha bóng phối hợp. Nhưng Hoàng Đức thì dứt điểm thẳng về khung thành của Top Line Bình Định. Tỷ số là 1-0. Không có lỗi. Một tình huống chuyển bóng về khá nguy hiểm và đẩy thủ môn Vũ Tuyên Quang trước áp lực của hai cầu thủ áo trắng. Phút thứ 75. Câu lạc bộ Viettel đang dẫn trước Top Line Bình Định với tỷ số 1-0. Lịch thi đấu dày đặc, trung bình từ 3 tới 4 ngày. Các đội sẽ phải thi đấu một vòng đấu tại V-League năm nay. Và chấn thương và thẻ phạt là những thứ mà các đội bóng sẽ phải đối mặt. Những tiếng bóng bổng dành cho câu lạc bộ Top Line Bình Định. Dứt điểm, không vào. Thêm một cơ hội nữa, không vào. Cú sút cuối cùng được thực hiện bởi Đình Kha. Bóng sẽ liên tục được nhồi vào khu vực 16m50 của Viettel trong những phút còn lại. Rồi đó là giải pháp ngắn nhất để hướng tới khung thành của Nguyên Mạnh. Được đưa Vũ Viết Triều vào sân cũng sẽ là một giải pháp cho những tính toán như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem lại những tình huống dứt điểm liên tiếp của Hữu Quý và Đình Kha. Bóng đi chệch cột dọc ở tiếng cuối cùng. Hai cầu thủ của Top Line Bình Định băng vào tạo áp lực là Hồ Tấn Tài và Henrio. Họ đang đẩy đội hình lên cao hơn. Vẫn còn Henrio, không vào. Nhưng có lẽ là Henrio đã ở vào thế việt vị. Những khoảnh khắc đầy căng thẳng với huấn luyện viên Đức Thắng trong một trận đấu trên sân nhà. Cơ hội dành cho Bình Định. Không được, đã có tiếng va chạm. Đó là tình huống va chạm giữa thủ môn Nguyên Mạnh và có lẽ là Hồ Tấn Tài.
Đó được coi sẽ là điểm nhấn của hiệp đấu thứ hai này. Các cầu thủ tiếp theo đang đòi hỏi một chiếc thẻ phạt dành cho Tấn Tài. Thẻ phạt dành cho số 4. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha băng lên này. Bình Định đang chờ đợi vào một quả đá phạt 11m. Như vậy là Hồ Tấn Tài là người đã tiếp xúc với trái bóng trước. Nguyên Mạnh cũng đã băng ra rất nhanh. Trọng Hoàng. Cơi! Không vào! Một chút nữa thôi là Hoàng Đức đã có thể có được cú đúp. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và đây là đường truyền tốt nhất của Trọng Hoàng dành cho đồng đội ở phía trong trận đấu này. Cú vào bóng rất mạnh lên phía trên. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Viettel có thắng lợi thứ 6 trong mùa giải năm nay. Bàn thắng duy nhất từ quả đá phạt của Hoàng Đức giúp cho đội bóng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vươn lên bằng điểm với Hoàng Anh Gia Lai, xếp ở vị trí thứ 2.